37 năm chiến tranh đã trôi qua, nhờ công cuộc đổi mới với biết bao nỗ lực của toàn dân tộc, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong hòa bình và phát triển. Tổ quốc đổi thay từng ngày, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, ngày càng hạnh phúc ấm no. Nhưng đằng sau niềm vui của cuộc sống mới vẫn còn ẩn chứa biết bao di họa của chiến tranh, trong đó có cả nỗi đau tột cùng của đau khổ con người, nỗi đau thảm họa chất độc da cam. Tất cả những nạn nhân này đều là những người bất thành nhân dạng, mù, điếc hoặc mắc bệnh thần kinh bẩm sinh. Dù được cả xã hội quan tâm, nhưng họ vẫn tự nguyện mang hết trí lực làm ra sản phẩm để cải thiện cuộc sống, để được hòa đồng cùng xã hội. Rất là may mắn được bảo tàng chính thức chiến tranh cho phép các cháu đến đây. Vì tôi nghĩ rằng ban giám đốc bảo tàng cũng rất là có một cái tâm vừa giúp cho các cháu mà cũng vừa đây là những nhân chứng sống, những hình ảnh sống về cái tội ác chiến tranh, về những hậu quả chiến tranh để lại. Mà nó không phải để lại cho một thế hệ đương chiến đấu với họ mà thế hệ sau. Các cháu nó vô tội, nó có biết gì đâu. Từ can thiệp đến xâm lược, nước Mỹ trước đây đã dính líu vào cuộc chiến ở Việt Nam suốt 20 năm. Họ đã ném xuống lãnh thổ Việt Nam 7,85 triệu tấn bom, gấp gần 3 lần tổng số bom sử dụng trong Thế chiến thứ hai. Trong tất cả các loại vũ khí Mỹ sử dụng ở Việt Nam trước đây thì có lẽ chất độc da cam, dioxin là loại vũ khí dã man nhất. Dioxin đã biến con người thành quái thai, dị dạng, tật nguyền, suốt đời phải sống trong đớn đau, quằn quại, khổ sở, mà theo quan niệm đạo đức phương Đông thì đây là loại tội ác, trời không dung, đất không tha. Trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam từ năm 1961 đến 1971, quân đội Mỹ đã tiến hành cuộc chiến tranh hóa học dài nhất trong lịch sử thế giới và sử dụng chất độc hóa học với một cái khối lượng là 80 triệu lít chất độc da cam, trong đó có 366 kg dioxin. Họ giải từ vị tuyến 17 và đến mũi Cà Mau đã hủy diệt cái hệ sinh thái, làm cho 3 triệu hecta rừng tàn phá nghiêm trọng, 30.000 bản làng đã bị nhiễm chất độc da cam, trong đó làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm và có 3 triệu người là nạn nhân. Chất độc da cam dioxin là một loại chất độc vô cùng độc hại. Cái độ độc của nó là vượt lên trên tất cả các chất độc quân sự có trong trang bị của quân đội các nước tiên tiến hiện nay. Trong đó, chất độc da cam có hai thành phần. Thành phần thứ nhất là chất 2,4-D và thành phần thứ hai là 2,4-5-T. Nhưng mà điều đặc biệt quan trọng nhất là trong cái chất 2,4-5-T đó thì có một cái chất là dioxin. Dioxin là một cái chất có thể nói độc nhất mà ta có thể tính là một gram của nó có thể đến hàng triệu, hàng chục triệu liều chết. Monsanto và Dow là hai công ty hóa chất chủ yếu cung cấp chất da cam dioxin cho quân đội Mỹ trước đây. Agent Orange was a 50-50 mixture of two different but closely related defoliant compounds, 2,4-5-T, which is an abbreviation for a much longer complex name. The other is 2,4-D. It's the 2,4-5-T component that was contaminated. In the course of making 2,4-5-T, dioxin arises as an accidental byproduct.
chất độc da cam được giải xuống Nam Việt Nam theo lệnh của Tổng thống Mỹ Kennedy ngày 20 tháng 11 năm 1961, được Ngô Đình Diệm hết sức ủng hộ. Chiến dịch được đặt tên là Operation Trail Dust, bao gồm nhiều chiến dịch và chương trình nhỏ. Chiến dịch Ranch Hand nằm trong chiến dịch Trail Dust, thực hiện khoảng 95% việc phun hóa chất. Ngay khi ấy, nhiều nhân vật cao cấp trong Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng phản đối. Dư luận thế giới lên án gay gắt. Bertrand Russell, nhà toán học nổi tiếng thế giới, đã tố cáo Mỹ đang tiến hành một cuộc chiến tranh hóa học ở Việt Nam. Sau đó, một thư phản kháng gửi Tổng thống Mỹ. Từ 5.000 nhà khoa học trên thế giới, trong đó có 17 người đoạt giải Nobel và 129 thành viên Viện Hàn Lâm Khoa học Mỹ, yêu cầu Tổng thống chấm dứt ngay việc hủy diệt mưu sinh ở Việt Nam. Theo Hiệp định Paris, Mỹ rút hết quân về nước tháng 3 năm 1973. Từ một cuộc chiến khốc liệt, binh lính Mỹ đã đem chiến tranh về tận nhà mình. Theo số liệu từ phía Mỹ, có hơn 2 triệu quân nhân Mỹ đã bị phơi nhiễm chất da cam, gây ra 15 loại bệnh như ung thư hạch, ung thư tuyến tiền liệt, bệnh bạch hầu, lympho bào mãn tính và các dạng bệnh ung thư khác. Những bệnh mới được bổ sung là bệnh liệt dung, bệnh bạch cầu và đau tim do thiếu máu cục bộ. Năm 1978, các cựu chiến binh Mỹ đã kiện các công ty sản xuất hóa chất Mỹ. Tới năm 1984, đột nhiên các công ty này đã bồi thường 180 triệu đô la Mỹ cho 40.000 nguyên đơn. Chính phủ Mỹ đã chi trả 1,52 tỷ đô la Mỹ cho các cựu chiến binh Mỹ từng tham gia chiến tranh Việt Nam là nạn nhân chất độc da cam. Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh, nơi đã đem lại niềm vui hạnh phúc cho biết bao gia đình, nhưng cũng chứng kiến không ít đau khổ của những gia đình nạn nhân chất độc da cam, sinh con dị tật bẩm sinh, kèm theo nhiều bệnh tật hiểm nghèo, quái ác. Nơi đây còn lưu giữ để nghiên cứu nhiều thai chết lưu, dị dạng do dioxin của Mỹ gây ra. Trước những năm 60 đó, thì cái tỷ lệ khuyết tật bẩm sinh hay thai trứng hay thai chết lưu hay là sảy thai ở trong bệnh viện này là rất thấp. Rồi sau đó, sau những năm 60, 64, 65 thì cái tỷ lệ này nó tăng dần. Và khi mà so sánh, tôi tìm được một cái quyển mà nói về những cái phi vụ rải chất độc hóa học của Mỹ ở tại Việt Nam. Thì tôi tìm thấy rằng là cái tỷ lệ mà cái số lượng mà chất độc hóa học rải ở miền Nam Việt Nam này nó cũng tăng lên như vậy, mà cũng tăng song song với những cái khuyết tật bẩm sinh. Có tới 64% các chị đã từng sống trong vùng bị rải chất độc hóa học, đã từng bị rải chất độc hóa học, so với các chị mà sinh con mà bình thường đó thì chỉ có 12% mà thôi. Và khi chúng tôi đưa nghiên cứu này báo cáo ở Mỹ và ở các cái hội nghị khoa học quốc tế khác về ảnh hưởng của chất dioxin đối với sự sinh sản của con người, thì rõ ràng là những chứng cứ này rất là thuyết phục. Chỉ riêng tỉnh Thái Bình có trên 35.000 người bị nhiễm độc và mang di chứng chất độc da cam dioxin. Chồng mất, một mình nuôi hai con dị tật bẩm sinh, bà Bùi Thị Mậu ở xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, Thái Bình là một trong rất nhiều người trong tỉnh có gia cảnh hết sức thương tâm. Đất nước còn nhiều khó khăn. Tuy được hưởng chế độ ưu đãi của nhà nước và sự giúp đỡ tận tình của xã hội, nhưng cuộc sống gia đình
chủ yếu vẫn dựa vào sự tần tảo của bà suốt ngày trên đồng lúa. Ông Nguyễn Đức Yến, xã Trung An, huyện Vũ Thư, Thái Bình, từng bị phơi nhiễm chất độc da cam ở chiến trường miền Nam, cũng là một trong những gia đình có hoàn cảnh rất cơ cực. Tuy cũng được hưởng chế độ ưu đãi và được xã hội quan tâm, nhưng hàng ngày ông Yến vẫn phải miệt mài bên khung dệt mới lo đủ miếng ăn cho hai bố con. Tuổi đã mãn bóng, xế chiều, một mình vò võ nuôi người con thần kinh hoảng loạn, sẵn sàng đập phá, gào thét bất cứ lúc nào. Ông Yến day dứt, không biết tương lai của cha con ông rồi sẽ ra sao đây.